Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình lại có cơ hội đến thăm vườn cảnh của anh Thiệp ở khu 5 thị trấn Than Uyên. Đấy. Anh Thiệp thì là chơi rất nhiều những cái loại thú vui khác nhau đấy, như là cây cảnh này, đấy, chim và lan các bạn nhé. Mình thì chỉ để ý đến lan thôi, còn cây cảnh với chim thì mình không rõ lắm. Đấy, chủ yếu ở đây các bạn nhìn thấy là những con chim. Đây là con vảnh, con chòe than. Đấy. Còn chim chủ yếu của anh là chim tràng mào. Đấy, tràng mào. Con này là cái màu của nó là màu đá lân các bạn nhé. Màu nó nhô đằng trước. Đấy, mọi người nghe tiếng chim rất là đẹp nhé. À, rất là hay nhé. Đấy. Còn cái con này là con màu lân này. Đấy, màu nó nhô đằng trước. Đấy. Nói chung là chơi chim tràng mào thì có rất nhiều những cái tiêu chí. Em thì không biết. Đấy. Có tiêu chí về màu, về thân, về tiếng hót, về nói chung là đủ kiểu. Đấy. Đây là những cây đào các bạn nhé. Cây đào Nhật Tân rất là đẹp. Còn đây là như mọi người thấy là một cây dâu. Đấy, cây dâu này. Cây dâu tằm các bạn nhé. Nhìn thế thiếc rất là đẹp. Đấy. Uốn công phu tỉa tót rất là tỉ mỉ các bạn nhé. À, một buổi sáng mà nghe tiếng chim hót và ngửi những cái mùi hương của những cây lan, cây mộc như thế này thì rất là đẹp, cái không gian rất là đáng sống các bạn nhé. Đấy. Như các bạn nhìn thấy ở đây là khu vườn lan treo trên cái ổi to này. Đấy. Gọi là lan bây giờ người ta gọi là lan cỏ đấy. Còn đây là những cây hạc vĩ. Đấy. Đây là cây cáo này. Đấy. Dáng hương đuôi cáo và chồn lẫn vào nhau các bạn nhé. Cáo, kiếm. Nói chung là đủ thứ lan này. Đấy. Còn có cả ngô đồng. Vì đây là lan, một cái loại lan này, gọi là lan miệng kín. Miệng kín ấy. Nhìn là rất giống cáo nhưng mà dễ nhầm các bạn nhé. Đấy. Bác còn đúc chậu tam bảo sắc đây. Đấy. Nói chung là rất nhiều những cái thú chơi rất hay. Đấy, cây tam bảo sắc này cứ để đây nó bám hết vào tường. Nhìn nó ở trong cái bóng tối nên nó hơi rớt các bạn nhé. Nơi thiếu ánh sáng. Đấy. Còn họa mi đất sao không biết về họa mi. Đấy, nói chung là rất đáng sống. Nhưng đây để quay cho anh em một cây chồn, phải nói là cây chồn này là một cây chồn quá đỉnh, lá đẹp. Đấy. Dễ trồng lẫn với tam bảo sắc. Ở trong này là cái cây chồn này anh ấy mua của một bạn người Mông trồng, có cả đất bên trong các bạn nhé. Đấy. Trồng toàn bằng đất với rêu này. Nguyên bản không thay đổi cái gì cả. Đấy. Cây chồn này là 8-9 cặp lá. Đấy. Một mẹ một con. Đấy. Nhìn lá nó thuần nên nó rất khỏe. Đấy. Đấy. Siêu đẹp luôn. Còn đây là đùi gà này. Đấy, đùi gà và anh ấy chim cò cù kiếc là anh nuôi hết trong này. Đấy. Còn đây là chậu phi điệp. Đấy. Những cây ổi nói chung là mất rất nhiều công các bạn nhé. Đấy. Nhiều công sức để trồng. Tôi để ý đến một cái giò hạc vĩ lá mít kìa, thân to siêu to luôn, siêu dài luôn. Đấy. Nói chung là một cái không gian rất đáng sống. Trên này là cái cây xoài, anh treo đủ những cái loại lan luôn. Đây là chồn hạc vĩ. Kia là thập hoa.
Đấy. Rồi cũng xin chúc anh em một buổi sáng thật vui vẻ. Nói chung là một cái không gian như này, không gian rất đáng sống các bạn nhé, rất đơn sơ và bình dị luôn, đủ thú chơi luôn. Đấy, có cả ngan, gà, vịt. Đấy, đấy nhé. Đấy, ở trong phía trong này là chim. Nói chung là không cần giàu có, chỉ cần đủ ăn và có một cuộc sống thư thái như thế này là được các bạn nhé. Đấy, xin chào cả nhà.